Xin kính chào quý vị, bà con ngư dân. Gió Tây Nam mạnh tiếp tục là hình thế chính chi phối thời tiết của tất cả các khu vực trên Biển Đông. Trong đó, vùng biển Bắc và giữa của Biển Đông, trong đó có huyện đảo Hoàng Sa ở mức cấp 6, có lúc cấp 7 và giật tới cấp 8, cấp 9. Sóng biển thì ở mức cao từ 3,5 cho đến 4,5 mét, biển động mạnh. Mưa rông trên cả hai khu vực biển này cũng nhiều nên tầm nhìn xa luôn ở ngưỡng thấp. Còn với khu vực phía nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa ít chịu tác động hút gió của hoàn lưu bão Khanun, vì thế mà ở mức cấp 5. Riêng phía tây của khu vực phía nam của Biển Đông cũng như vùng phía tây của khu vực biển huyện đảo Trường Sa là cấp 6, sóng cao từ 2,5 cho tới 3,5 mét, biển động. Tiếp theo, mời quý vị và bà con đến với những dự báo chi tiết cho các tuyến hành trình ra vào đảo. Thưa bà con, đêm nay và ngày mai, khu vực vịnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa rông mạnh khiến cho tầm nhìn xa luôn thấp dưới 10 km. Còn về trường gió Tây Nam ở khu vực vịnh Bắc Bộ mạnh tới cấp 6. Sóng biển trên khu vực vịnh Bắc Bộ vì thế cũng tăng cao lên từ 2 cho đến 3 mét, biển động. Các hoạt động của tàu thuyền trên khu vực vịnh Bắc Bộ, nhất là với tuyến hải trình từ cảng Hải Phòng ra huyện đảo Bạch Long Vĩ cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển. Tương tự, tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra khu vực huyện đảo Lý Sơn, gió Tây Nam có cường độ cấp 5 và có lúc cấp 6, giật cấp 7, mưa rông nhiều, tầm nhìn xa thấp nên việc đi lại trên tuyến hải trình này cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, trên khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, cường độ gió Tây Nam chỉ mạnh ở mức cấp 4, cấp 5 trở lại và đà sóng lại ngắn nên độ cao sóng biển trên khu vực biển phía Tây của Nam Bộ, cũng như là với tuyến hải trình từ Rạch Giá ra Phú Quốc sẽ thấp dưới 2 mét. Việc lưu thông hàng hải đi lại trên tuyến hải trình này cơ bản là cũng không gặp nhiều trở ngại. Chỉ lưu ý là những cơn mưa rông vẫn xuất hiện về chiều và tối làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp, kèm theo đó là nguy cơ gió giật. Và đến đây, bản tin thời tiết biển ngày 4 tháng 8 của Đài truyền hình kết số VTC cũng xin được khép lại. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.